ông cụ đi còn không vững này đã bước một chân ra khỏi Nhà Trắng. Thế nhưng trước khi ra đi, Tổng thống Joe Biden phải đảm bảo gây rắc rối cho người kế nhiệm nhất có thể. Quay xe vào phút thứ 89, ông xé rào cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa Hoa Kỳ sản xuất để thọc sâu vào lãnh thổ của Nga. Có người nói chính quyền của ông Biden muốn dồn ông Trump vào chân tường vì ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hoặc là trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống này, chính quyền Biden đang làm mọi cách để duy trì máy xay thịt Ukraine. Thế nhưng quyết định này cũng có thể không liên quan gì đến cá nhân của ông Trump và chỉ nhằm mục đích là bảo vệ những gì mà ông Biden coi là di sản chính trị của mình. Tổng thống sắp mãn nhiệm muốn đảm bảo rằng ông sẽ được nhớ đến như là một nhà lãnh đạo hiếu chiến cho đến phút cuối cùng. Thế nhưng sẽ thế nào nếu như ông Biden cần thổi bùng cuộc chiến để người kế nhiệm của ông có thể dàn xếp nó? Trong một kịch bản có lợi nhất cho nước Mỹ. Sẽ thế nào nếu như nước Mỹ cần một thế giới xung đột? Vì nếu không, họ sẽ không thể ngồi trên ngai vàng địa chính trị để thống trị toàn cầu. Chiến lược đầu tiên mà Washington rất ưa thích, đó là lật đổ một nhà lãnh đạo họ không thích và trao quyền cho ai đó sẵn sàng làm con rối của nước Mỹ. Một ví dụ điển hình của chiến lược này, hãy xem xét mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Iran và Iraq. Câu chuyện bắt nguồn từ xưa, rất xưa, tận đầu những năm 1990, cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ và châu Âu đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo đó là dầu mỏ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vấn đề là hồi đó người ta chưa phát hiện được dầu mỏ ở UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar. Cho nên là Iran là một trong những nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất. Iran có rất nhiều dầu mỏ, thế nhưng thật ra họ kiếm được rất ít tiền từ vàng đen của mình. Lý do là vì người Anh đã khôn ngoan lập ra một liên doanh với Iran được gọi là công ty Anh-Iran, cũng giống như là công ty Đông Ấn hút cạn kiệt nông dân Ấn Độ. Công ty của Anh, Iran đã khai thác dầu mỏ từ Iran, những người Anh được hưởng tận 84% lợi nhuận, còn người Iran chỉ nhận về 16%. Nói chung là cái thỏa thuận này nó lại béo bở quá. Khi mà người Anh không có mỏ dầu của riêng mình mà chỉ hưởng ké dầu của người khác trên đất của người khác, thế nhưng họ lại gần như ăn trọn lợi nhuận. Đây là lúc mà Iran chứng kiến sự trỗi dậy của một thủ tướng mới, tên ông là Mohammad Mossadegh. Và ngày 15 tháng 3 năm 1951, ông quyết định quốc hữu hóa toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và yêu cầu người Anh rời khỏi nước mình. Iran đứng trước cơ hội trở thành cường quốc vì họ có toàn quyền kiểm soát một trong những nguồn dự trữ dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng khi mà Mossadegh chuẩn bị mang lại khối tài sản khổng lồ cho Iran và thay đổi bộ mặt của nước mình trên trường quốc tế, thì ông đã bị đảo chính lật đổ, rồi bị quản thúc tại giả. Hóa ra CIA đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền chống Mossadegh, tô vẽ ông trở thành một mối đe dọa với Shah, tức là vua của Iran. Một khi có đủ người tin theo, họ dàn dựng đảo chính để tước bỏ quyền lực của Mossadegh và trao quyền cho một con rối ngoan ngoãn là vua Mohammad Reza Pahlavi. Bỗng dưng mọi người quên bén việc quốc hữu hóa dầu mỏ và trong 24 năm tiếp theo, các công ty của Anh và Mỹ như là Exxon, Gulf Oil, Mobil và Standard đã khai thác vàng đen của Iran, thế nhưng chỉ chia 50% cổ phần cho Iran. Một lần nữa thì những người nước ngoài lại kiếm được hàng tỷ đô la. Người Mỹ còn tiến thêm một bước, bán vũ khí trị giá 13 tỷ đô la cho Iran. Vậy là bạn đã rõ cách thức và mục tiêu chiến lược ưa thích số 1 của Washington. Đó là lật đổ một kẻ đứng đầu và dựng lên một con rối sẽ kiếm cho họ rất nhiều tiền và quyền tiếp cận các tài nguyên quý giá vốn không thuộc về họ. Quá trình bóc lột diễn ra cho đến khi cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ Shah Pahlavi và đưa đại giáo chủ Ruhollah Khomeini lên nắm quyền. Và một lần nữa, ông hất cẳng Mỹ và Anh Quốc rồi quốc hữu hóa toàn bộ ngành dầu mỏ. Vì vậy, hãy đoán xem, chúng ta lại quay lại về điểm xuất phát. Mỹ mất quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ và buôn bán hàng nóng với Iran. Vậy Mỹ phải làm gì đây? Đây là lúc chiến lược thứ hai phát huy tác dụng. Đó là tài trợ và trang bị hàng nóng cho phe đối lập. Giờ là thập niên 80, nhân loại đã tìm thấy dầu ở nhiều quốc gia Trung Đông. Trong số này thì Iraq là kẻ thù không đội trời chung của Iran và đang chứng kiến sự trỗi dậy của một nhà lãnh đạo cứng rắn mang tên là Saddam Hussein. Năm 1980, thì ông phát động cuộc chiến với Iran kéo dài sẽ làm rung chuyển thế giới trong 8 năm tiếp theo. Bạn đoán đúng rồi đấy. Lần này thay vì lật đổ đại giáo chủ Iran, Mỹ quyết định bơm tiền và hàng nóng cho Iran. Từ năm 1983 trở đi, Tổng thống Reagan đã cung cấp viện trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Iraq. Không chỉ để trang bị đồ chơi, mà thậm chí cả tình báo sự để đảm bảo rằng quân đội Iraq có thể xóa sổ chính quyền Iran. Tóm tắt là như thế này, hai bên tham chiến đều chịu thiệt hại nặng nề về cả người và của, nên kinh tế sụp đổ ở cả hai bên. Thế nhưng Mỹ vẫn kiếm được hàng đống tiền. Cuối cùng thì sau 8 năm giao tranh, nửa triệu người đã bay màu
1 triệu người khác bị thương và thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la, phá hủy nền kinh tế của cả Iran và Iraq. Và bạn hãy nhớ rằng, Saddam Hussein bị phương Tây phác họa như là một kẻ độc tài tàn nhẫn, đã tước đi hàng trăm nghìn sinh mạng, thậm chí còn sử dụng vũ khí sinh học, khí độc để mà hạ gục quân đội Iran. Thế nhưng trong suốt quá trình này, Mỹ biết tất cả các cáo buộc đó, thế nhưng vẫn tiếp tục tài trợ cho Iraq, để lại một trong những cuộc đối đầu thảm khốc nhất trong lịch sử của loài người. Rốt cuộc thì thiệt hại kinh tế quá lớn đã cản bước cả hai bên. Iraq mất vị thế cường quốc dầu mỏ, thế nhưng giờ là lúc mà một bước ngoặt nho nhỏ đã xuất hiện. Giống như bất kỳ cuộc chiến nào khác, cuộc đụng độ này đã phá hủy nền kinh tế của cả hai nước. Saddam đã phải vay một khoản tiền khổng lồ lên tới 37 tỷ đô la từ nhiều nước. Thế nhưng ông không có khả năng trả tiền. Cho nên Saddam đã đưa ra một quyết định điên rồ. Ông kéo quân vào Kuwait, nơi có trữ lượng dầu lớn thứ 6 thế giới. Ngay khi điều này xảy ra, Mỹ lập tức quay lưng lại với chính Saddam mà họ đã từng ủng hộ. Mỹ thành lập liên minh 35 quốc gia để đánh đuổi quân đội Iraq khỏi Kuwait. Một lần nữa, khói lửa tơi bời, rất nhiều thiệt hại về người và của. Sau đó giống như Nga ngày nay, Iraq hứng chịu cơn mưa trừng phạt, nền kinh tế sụp đổ sâu hơn và Iraq không còn là mối đe dọa với Mỹ được nữa. Sau đó một thời gian trôi qua, Iraq tiếp tục khó khăn và mọi người nghĩ sẽ không còn nghe thấy cái tên Saddam nữa. Thế nhưng 13 năm sau, cả thế giới đã bàng hoàng khi chứng kiến điều này vào năm 2003. Vào ngày 5 tháng 2, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng của Mỹ là Colin Powell cầm trên tay một lọ bột trắng, nói rằng đó là chứng cứ cho thấy chính quyền Saddam Hussein đang sở hữu vũ khí hột nhãn, sinh học, hóa học nên cần bị loại bỏ bằng vũ lực. Vào ngày 20 tháng 3, không hề tuyên chiến, Liên quân Mỹ, Anh và một số nước đã bất ngờ tấn công Iraq. Do đã suy yếu từ trước nên dù có cố gắng đến đâu thì quân đội của Iraq vẫn không thể trụ vững. Chính quyền của ông Saddam Hussein sụp đổ. Câu hỏi được đặt ra, cả Iran, Iraq đều đã rơi vào khủng hoảng, không còn là cường quốc dầu mỏ và do đó không thể đe dọa nước Mỹ được nữa. Thế nhưng vì sao Mỹ vẫn tấn công Iraq? Hóa ra, sau năm 1999, nhu cầu vàng đen trên toàn thế giới bắt đầu tăng mạnh, chủ yếu là do Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng mạnh lượng tiêu thụ dầu mỏ cho nền kinh tế đang trỗi dậy. Thành thử, giá dầu đã tăng vọt từ 21,57 đô la vào năm 1999 lên 49,86 đô la vào năm 2002. Đó là lý do vì sao mà Mỹ quyết định đem dân chủ tới cho Iraq, quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ 5 trên thế giới. Hơn nữa thì chi phí khai thác dầu ở Iraq rất rẻ. Thêm một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2004. Ở Nga mỗi thùng dầu chi phí là 4 đô la, Iran là 4,5, Ả Rập Xê Út là 7, thì Iraq chỉ tốn từ 1 đến 1,5 đô la. Và qua đây thì các bạn cũng thấy được cách mà Mỹ biện minh cho việc xâm lược một quốc gia yếu kém về kinh tế và không có bất kỳ mối đe dọa nào. Đó chính là chiến lược thứ 3, tuyên truyền, thuyết phục thế giới về những mối đe dọa tiềm tàng. Mà rất may cho nhân loại là Mỹ sẽ loại bỏ chúng, vì họ chính là cứu tinh của thế giới. Đầu tiên thì Mỹ tận dụng sự kiện 11/9 làm cái cớ để tiến vào Iraq. Bằng một cách kỳ diệu, họ vẽ ra một mối liên hệ giữa Iraq, Saddam Hussein và sự kiện 11/9. Đi xa hơn một bước, họ tưởng tượng ra câu chuyện Saddam đang phát triển một thứ kinh khủng có thể lấy đi hàng loạt sinh mạng. Tiếp theo họ miêu tả Saddam là một kẻ khủng khiếp, đã làm những điều khủng khiếp với loài người. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại nhất ở đây là những năm 1980, chính Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho chính người đàn ông này để làm những điều mà bây giờ Mỹ đang lên án. Thế nhưng tôi đoán là thời điểm đó hành động của Saddam có lợi cho nước Mỹ, nên là không ai quan tâm hết cả. Bức ảnh này chính nó là bằng chứng cho đạo đức giả của phương Tây. Ông này là đặc phái viên của Mỹ, người đã bơm đồ chơi cho Iraq vào năm 1983. 20 năm sau, chính ông ta đã giám sát cuộc xâm lược Iraq và ra lệnh đưa Saddam đi bán muối. Trong khi mà hiện tại chiến dịch của Nga ở Ukraine bị phương Tây coi là hành động tàn ác chống lại loài người, thì cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq lại được tung hô là giải phóng đất nước khỏi chế độ độc tài. Chỉ có điều, nó lấy đi sinh mạng của ít nhất là 400.000 người Iraq, khiến cho hàng trăm nghìn người bị thương, 9 triệu người mất nhà cửa hoặc buộc phải rời khỏi đất nước. Các di sản văn hóa bị phá hủy hoặc thất lạc, cùng với những gánh nặng tổn thương về tinh thần không thể đong đếm. Thế nhưng nó vẫn được tô vẽ thành hành động hòa bình để bảo vệ thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi Saddam bị lật đổ. Các ngành công nghiệp đã được tư nhân hóa và một lần nữa, các công ty dầu của Mỹ như là Exxon và Chevron vẫn thiết lập căn cứ ở Iraq. Cho đến tận ngày hôm nay, họ vẫn tiếp tục hút chất lỏng trị giá hàng tỷ đô la từ lòng đất của Iraq. Tóm lại,
Đó là lý do vì sao mà Mỹ cần một thế giới xung đột và làm cách nào họ tạo nên thế giới đó. Nếu muốn tìm hiểu về trò chơi địa chính trị của Mỹ đằng sau cuộc khủng hoảng Ukraine, hãy tham gia ngay vào video này của chúng tôi. Sau đó thì hãy quay trở lại và nói cho tôi biết, theo bạn thì những hành động đó của Mỹ là đúng hay sai về mặt đạo đức.